đi lên thuyền, đi thuyền đi cá kìa. Ơ mình đi thuyền nào ấy, đây à, đây đây đấy, đi cầu đấy, đi 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 đi. Chào tất cả các bạn, để di chuyển lên tàu VIP TC05 đi. Phía trên tầng 2 của tàu TC05 chúng tôi có những cái view rất là thoáng và đẹp. Các bạn trẻ khỏe thân có thì đã di chuyển lên phía tầng 2. Đấy, đấy, khác vào chỗ ngồi đi. À, con ngồi đi. Chào cô, sư tích mời đi. Và quản lý về tàu giờ phút cho lịch thuốc ra của ta xúc tôi. Chào. Thế này cho túi gì đấy. Đây tiếp mình cầm ơi, tiếp mình cầm à. Đây vào đây mình ngồi miệng. Tiếp mình cầm ơi. Chùa Tam Trúc rất đẹp. Em Linh ơi, em Linh, Ngọc Linh ơi. Em đi đâu ấy? À, đi chơi hả? À? Tươi cái nào, cười cái gì nào. Lên. À, cái đợt ngã đấy nhá, ông bị. Đấy, nhiều cá chưa? Đấy, ông cho ra đây ngắm. Ông cho ra đây ngắm này, ông trông. À, có kính không, có cửa không? Không biết sao,